Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Con người thường mong muốn có cuộc sống đầy đủ vật chất, không phải làm việc quá vất vả, không lo lâm vào tình trạng ốm đau, bệnh tật hay chiến tranh. Thế nhưng liệu thành phố trong mơ ấy có thật sự khiến chúng ta hạnh phúc? Vào những năm 1960, có một loạt thí nghiệm đã xây dựng nên thành phố trong nơ như thế cho loài chuột, và điều bất ngờ là kết quả thu được đã dự đoán chính xác tình trạng của con người trong vài thập kỷ sau đó. Vậy liệu kết cục bi thảm của những con chuột trong thí nghiệm ấy có là tương lai sắp tới của nhân loại? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vũ trụ số 25. Vào những năm 1960, với mục đích tìm hiểu xem xã hội sẽ ra sao nếu mọi nhu cầu của con người đều được thỏa mãn, tiến sĩ về hành vi học John Calhoun đã tiến hành một loạt thí nghiệm trên những cộng đồng chuột trong suốt nhiều năm trời. Trong đó nổi tiếng nhất là thí nghiệm mang tên Vũ trụ số 25, bắt đầu từ tháng 7 năm 1968 và kết thúc vào tháng 5 năm 1973. Sau khi kết quả của nó được công bố trên tạp chí khoa học với tiêu đề Cái chết bình phương, sự tăng trưởng bùng nổ và sự diệt vong của một quần thể chuột, toàn thế giới đã chấn động. Trong thí nghiệm này, ông xây dựng một thành phố chuột tại một trang trại trong một chiếc hộp kim loại có chiều dài và rộng là 2,57 mét, cao 1,37 mét, có thể chứa tới 3.840 con chuột. Nơi đây giống như một thiên đường chuột thật sự, được bao quanh bởi 16 khu tập thể chuột, và khu vực trung tâm là một quảng trường rộng lớn với nguồn thức ăn và nước uống không giới hạn ở khắp nơi. Hệ thống thông gió tốt, nhiệt độ luôn duy trì ở mức lý tưởng. Ngoài ra còn có các biện pháp phòng ngừa mầm bệnh và cũng không có kẻ săn mồi nào hiện diện. Lũ chuột chỉ cần làm một việc duy nhất là sống vô lo, vô ưu và tận hưởng cuộc sống. Những tưởng lũ chuột sẽ tận hưởng cuộc sống viên mãn trong vũ trụ hoàn hảo ấy, không ngờ chỉ sau ít năm ngắn ngủi, chúng đã trải qua đúng 4 giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt mà Phật gia đã nói đến như là con đường mà mỗi vũ trụ phải đi qua. Chuyện gì đã xảy ra tại vũ trụ số 25? Thời kỳ thành và trụ thí nghiệm có vẻ thành công. Những con chuột bắt đầu xây dựng cuộc sống mới và sống hòa thuận trong suốt một năm. Từ 8 con ban đầu, thành phố chuột đã sinh sôi tới 620 thành viên. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu trục trặc từ ngày thứ 315. Đầu tiên là tốc độ tăng trưởng dân số giảm. Trước đây, số lượng chuột trong thành phố sẽ tăng gấp đôi sau 55 ngày, nhưng giờ đây chúng phải mất tới 145 ngày mới đạt được điều này. Thực sự khó hiểu vì thành phố có đủ điều kiện để nuôi sống thêm 3.000 con chuột nữa. Bên cạnh đó, Calhoun cũng để ý sự thay đổi hành vi đột ngột của cả con cái lẫn con đực. Các mối quan hệ xã hội của chúng dần đổ vỡ. Không có lý do gì để bảo vệ lãnh thổ và nguồn thức ăn vì luôn dồi dào. Đám chuột đực trở nên chán nản và lập nhóm để tấn công những con khác một cách vô lý. Đám chuột kia bắt đầu bỏ bê con cái, trở nên hung dữ và chiếm lấy vai trò của con đực. Những con đực bị tấn công dần trở nên yếu đuối, đồng tính và sống xa lánh xã hội. Tỷ lệ con kết thụ thai giảm sút, một số con cái bắt đầu không thụ thai hoặc đuổi chuột con mới sinh ra ngoài. Những chuột con đáng thương này khi lớn lên đều có vấn đề nghiêm trọng về tinh thần. Chúng mất dần tình mẫu tử và không biết nuôi con. Điều này dẫn đến tỷ lệ tử vong của con non lên tới 90%. Xã hội trở nên hỗn loạn, số lượng chuột đạt đỉnh điểm 2.200 con, và sau ngày 600, không còn một con chuột nào được sinh ra nữa. Thời kỳ hoại và diệt. Những hiện tượng kỳ quái xuất hiện, những con chuột đực không còn muốn đánh nhau hay theo đuổi con cái nữa. Ngoài chuyện ăn uống, chúng chỉ say sưa với một điều duy nhất, đó là trau chuốt bộ lông. Calhoun gọi chúng là những con đực xinh đẹp. Chúng cụm lại thành từng nhóm 50 con trở lên, sống trong những phòng vốn chỉ đủ cho 15 con, trong khi những phòng cách đó vài centimet thì chẳng có con nào. Vũ trụ số 25 bước vào thời kỳ chết dần, chết mòn, và theo dự đoán của tiến sĩ Calhoun, con chuột cuối cùng sẽ chết vào ngày thứ 1780 của thí nghiệm, đánh dấu sự kết thúc của thành phố thiên đường. Vậy đâu là nguyên nhân khiến chúng không chịu hưởng hạnh phúc và phải biến thiên đường thành địa ngục? Phải chăng vì điều kiện trong xã hội lý tưởng quá tốt nên những con chuột buông bỏ vai trò vốn có của mình? Những con chuột con cũng không thể tìm thấy vai trò thích hợp của chính mình trong xã hội.
Vì vậy, khi thế hệ chuột đầu tiên phát triển bạo lực và thế hệ thứ hai chỉ đơn giản là rời bỏ xã hội, Cao Hun cảnh báo rằng nếu các hiện tượng như vậy xảy ra ở con người trong tương lai, kết cục cuối cùng cũng không thể tránh khỏi là sự biến mất của các loài. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, các nhà khoa học đã chỉ trích rằng xã hội loài người phức tạp và tiên tiến hơn chuột rất nhiều nên sao có thể đưa ra kết luận tùy tiện như vậy. Lời tiên tri của Cao Hun. Tuy nhiên, 50 năm sau nhìn lại thí nghiệm của Cao Hun, đó thực sự là lời tiên tri đáng sợ về tương lai của nhân loại. Cùng khoảng thời gian Cao Hun bắt đầu thí nghiệm vũ trụ chuột vào đầu những năm 1960, tỷ lệ sinh trên toàn cầu đã lên đến đỉnh điểm, trung bình mỗi phụ nữ có 5 con. Đến cuối thập kỷ đó, tỷ lệ sinh bắt đầu giảm và chưa bao giờ tăng trở lại. Tương tự như vũ trụ chuột, xã hội loài người đã bước vào giai đoạn hoại. Trong giai đoạn này, lũ chuột bắt đầu có hành vi bạo lực. Xã hội loài người những năm 1960 và 1970 cũng chứng kiến sự nhiễu động với giới trẻ, cả ở phương Đông và phương Tây trở nên hiếu chiến hơn. Tại phương Tây, các cuộc cách mạng đường phố, nữ quyền trỗi dậy và văn hóa hippie phản ánh xã hội truyền thống bắt đầu thịnh hành. Tuy nhiên, đến những năm 1980, một thế hệ thanh niên mới không còn hiếu chiến nữa. Lúc này, hiện tượng chú chuột xinh đẹp ở xã hội suy thoái bắt đầu lộ diện. Vào đầu những năm 1990, sau khi nền kinh tế bong bóng của Nhật tan vỡ, hiện tượng nam thanh niên trong nhà trở nên phổ biến. Họ không tìm việc làm, không muốn giao du, lại càng không quan tâm đến hôn nhân, chỉ du rú trong phòng từ sáng đến tối, tự thương bản thân mình và dựa dẫm vào viện trợ của cha mẹ để sống. Cùng với sự bùng nổ của Internet, hiện tượng này càng nghiêm trọng và lan rộng ra toàn cầu. Trung Quốc có nhóm người trưởng thành ăn bám bố mẹ, người Mỹ gọi họ là người về, người Anh gọi họ là ếch, người Úc gọi họ là kangaroo. Họ đều là những chú chuột xinh đẹp. Chỉ cần có cái ăn và Internet, không còn điều gì có thể khiến họ bận tâm nữa. Điều đáng sợ là không chỉ dừng lại ở đây. Vào cuối năm 2018, chính phủ Nhật Bản đã tiến hành một cuộc điều tra và nhận thấy rằng số lượng cư dân du rú ở nhà thực sự lên tới 1 triệu người. Hơn 60% trong số đó là người trên 40 tuổi, có nghĩa là họ có thể đã ở trong nhà suốt như vậy trong hơn 20 năm. Cùng với hiện tượng sống dựa vào bố mẹ già, ngày càng ít người trẻ sẵn sàng sinh con, tỷ lệ sinh bắt đầu giảm nhanh chóng. Biểu đồ về tỷ lệ sinh của dân số thế giới vào năm 2021 cho thấy màu tím đại diện cho tỷ lệ sinh sản cao nhất, sau đó chuyển dần sang màu xanh lam khi mức sinh giảm và màu xanh lam đậm thấp nhất với tỷ lệ một người phụ nữ có ít hơn một con. Bên dưới màu xanh lá cây đậm là ít hơn hai con, tức là thấp hơn mức tối thiểu 2,1 con để duy trì tính liên tục của chủng tộc. Qua biểu đồ có thể thấy hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia kinh tế phát triển, đều nằm trong phạm vi màu xanh lam. Ngoài ra, theo dự báo của CIA về tỷ lệ sinh của thế giới vào năm 2022, gần 60% trong số 227 quốc gia trên thế giới sẽ có tỷ lệ sinh thấp hơn mức giới hạn thấp là 2,1. Các nước phát triển đều không thoát khỏi tình trạng này. Điều này có nghĩa là loài người đang bắt đầu đối mặt với khủng hoảng dân số. Vấn đề không phải là dân số quá đông, mà ngược lại đó là dân số ngày càng thu hẹp. Nếu chúng ta không có các biện pháp ứng phó, thì như Cao Hun dự đoán, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Phải chăng điều này cũng giống với những con chuột trong xã hội lý tưởng của Cao Hun? Điều này vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng có một điểm rằng sự thỏa mãn về vật chất chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cho con người. Thí nghiệm của Cao Hun đã minh chứng điều này. Con người nghĩ rằng việc tạo ra một thế giới dồi dào về vật chất cho loài chuột sẽ mang lại cho chúng niềm hạnh phúc lớn nhất, chúng sẽ rất biết ơn và sống vui vẻ, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Giải mã bí mật hạnh phúc. Bản chất của thiên đường là con người không phải chịu bất kỳ áp lực nào, không phải tranh giành với ai cả, muốn có cái gì liền có ngay. Mới nghe qua có vẻ là điều tốt, nhưng vấn đề lại nảy sinh từ đây. Không có áp lực, không có sự tranh giành, con người dễ dàng mất đi động lực và lý tưởng sống. Khi Cao Hun bắt đầu thí nghiệm, ông đã phát hiện thấy những chú chuột đực không có mục đích để chiến đấu và bảo vệ lãnh thổ của mình nữa. Đời sống của chúng trở nên hỗn loạn và bạo lực. Đến thế hệ sau,
chúng còn không cần sống chung với bầy đàn nữa, chỉ cần một mình vẫn thỏa mãn. Và theo Calhoun, xã hội loài người thực sự không hề khác biệt. Thế nên, hạnh phúc đích thực không nằm ở những thứ vật chất xa hoa hay một cuộc sống an nhàn không có áp lực, mà là khi bạn biết mình sống vì điều gì và có một cộng đồng yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Chỉ có thế, chúng ta mới có thể tránh được cái kết bi thảm của vũ trụ số 25. Trên đây là video về thí nghiệm vũ trụ số 25. Liệu lời cảnh báo của tiến sĩ Calhoun có đang ứng nghiệm với xã hội chúng ta? Các bạn nghĩ sao về những điều này? Hãy để lại ý kiến phía dưới phần bình luận nhé! Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Ngẫm Thân Tâm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.